Park Seo Joon áp lực khi phải chia sẻ đời sống cá nhân. Nhắc đến Park Seo Joon, chắc không ai còn xa lạ với nam thần tượng điển trai tài năng của xứ sở kim chi đúng không nào? Có lẽ cũng vì điều này mà mọi thứ liên quan đến Park Seo Joon đều nhận về quan tâm, bao gồm cái đời tư của anh chàng. Đã có không ít bóng hồng được gắn ghép liên quan tới Park Seo Joon. Mỗi lần như vậy sẽ là những màn đính chính đến từ vị trí của chính chủ. Mới đây cũng vậy, cả mạng đã không khỏi xôn xao trước việc Park Seo Joon đã hẹn hò một hot girl mạng. Cặp đôi được cho là đã bí mật hẹn hò từ một năm trước và được bạn bè giới thiệu. Và rồi ngày 21 tháng 6, Park Seo Joon đã xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt dự án Country of Tobia, bộ phim do nam diễn viên tham gia diễn xuất. Đây chính là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện trước công chúng sau tin đồn hẹn hò hot girl mạng kém 5 tuổi tên Suzu. Không biết phim ảnh tới đâu, trong ngày khi xuất hiện thì Park Seo Joon đã lập tức trở thành nhân vật được giới truyền thông Hàn Quốc chú ý. Tại đây, nam diễn viên nhận phải hàng loạt câu hỏi yêu cầu anh chia sẻ rõ hơn về tin đồn hẹn hò. Đáp lại, nam thần tượng bày tỏ biết ơn khi được công chúng quan tâm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác áp lực và khó khăn khi chuyện đời tư bị bàn tán quá nhiều. Tôi biết tin tức này khá muộn vào ngày hôm qua. Tôi hiện đang có tác phẩm phải quay nên đọc tin này muộn. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là chuyện tôi đang nhận được sự quan tâm rất nhiều. Tôi biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên tôi là kiểu người cảm thấy áp lực khi phải chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Rất khó để nói cụ thể vì đây là chuyện riêng tư. Hôm nay là lịch trình đầu tiên của Country of Tobia. Hy vọng mọi người sẽ chú ý đến sản phẩm này nhiều hơn. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của anh chàng?